Tiêu đề: Luật về ghế ngồi xe hơi tại Vermont. Vermont có luật được thiết kế để đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 18 tuổi khi ngồi trong xe hơi. Điều quan trọng là phải biết luật và tuân thủ luật để con bạn được an toàn nhất có thể và bạn không vi phạm luật. Có 4 loại ghế ngồi xe hơi khác nhau và điều quan trọng là con bạn phải ngồi đúng loại ghế và được thắt chặt an toàn trên ghế. Hãy nhờ giúp đỡ nếu bạn cần. Tất cả ghế ngồi xe hơi phải được đặt ở ghế sau của ô tô. Ghế ngồi xe hơi có dây nịt an toàn với các dây đeo qua vai và giữa hai chân của trẻ. Đảm bảo rằng bạn luôn thắt chặt cả kẹp ngực nên ở ngang nách của trẻ và khóa giữa hai chân của trẻ. Điều này rất quan trọng để giữ an toàn cho con bạn. Trẻ em từ 0 đến 2 tuổi phải ngồi trong ghế ngồi xe hơi hướng về phía sau có dây an toàn. Có 2 loại ghế ngồi xe hơi hướng về phía sau chính. Một loại ghế ngồi xe hơi hướng về phía sau chỉ dành cho trẻ sơ sinh và trông như thế này. Loại còn lại có thể sử dụng cho cả trẻ sơ sinh và trẻ lớn hơn. Bạn có thể điều chỉnh độ cao của dây nịt sau cho vừa vặn với trẻ. Trẻ em trên 2 tuổi nhưng dưới 5 tuổi phải ngồi trong ghế ngồi xe hơi hướng về phía sau có dây an toàn, hoặc ghế ngồi xe hơi hướng về phía trước có dây an toàn. Trẻ em trên 5 tuổi và dưới 8 tuổi không ngồi trong ghế ngồi xe hơi có dây an toàn mà phải ngồi trong ghế nâng. Nhiều trẻ em thích ngồi ở ghế trước, nhưng nếu có thể, tất cả trẻ em dưới 13 tuổi nên ngồi ở ghế sau. Đây là nơi an toàn nhất cho trẻ nếu xảy ra va chạm. Không bao giờ đặt ghế ngồi xe hơi quay mặt về phía sau vào ghế có túi khí đang hoạt động. Có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong nếu túi khí phồng lên và đập vào ghế hoặc trẻ. Khi con bạn đủ lớn và đủ sức nặng, ngồi mà không cần ghế ngồi xe hơi hoặc ghế nâng, chúng phải luôn thắt dây an toàn. Trên thực tế, luật pháp ở Vermont quy định người lớn cũng phải luôn thắt dây an toàn. Mỗi ghế ngồi xe hơi đều có nhãn, ghi giới hạn cân nặng và chiều cao cho trẻ. Vì vậy, hãy cân nhắc cả độ tuổi và kích thước của con bạn khi quyết định loại ghế nào phù hợp với con. Ví dụ, con bạn 6 tuổi có thể đủ tuổi để ngồi ghế nâng, nhưng nếu trẻ nhỏ hơn so với tuổi, sẽ an toàn hơn nếu cho trẻ ngồi ghế xe hơi hướng về phía trước, có dây an toàn. Nếu bạn cần trợ giúp để quyết định loại ghế nào phù hợp nhất với con mình, bạn có thể hỏi bác sĩ nhi khoa về nơi cần đến để được trợ giúp.